giao diện công cụ soạn giảng Eduline. Với giao diện công cụ soạn giảng trên Eduline, bạn có thể có cái nhìn bao quát với các tính năng cơ bản, để qua đó biết mình cần sử dụng tính năng nào có thể giúp bạn soạn được một bài giảng hay thu hút người nghe. Giao diện công cụ soạn giảng gồm 4 phần chính: thanh tiêu đề, công cụ cài đặt ở trên cùng, hiển thị tên của bài học đang thiết kế và các công cụ để cài đặt tổng quan cho bài học. Thanh công cụ soạn giảng là các công cụ thiết kế như hình ảnh, video, văn bản, bảng, biểu đồ, v.v. Thanh quản lý slide để quản lý danh sách slide đã được tạo ra, thêm, sửa, xóa slide. Phần hiển thị nội dung soạn giảng nằm chính giữa màn hình để bạn trực tiếp thiết kế nội dung hiển thị theo slide mà bạn đang chọn. Chúc bạn thao tác thành công! Eduline.